Thì chúng ta có cái ông thứ ba. Úc Bà Đi Nô. Bữa kỳ đó chúng tôi nói gì sửa là cái chữ câu thứ ba đó rồi. Úc Bà Đi Nô. Ở trong trong cái giáo trình là đánh sai một chữ, thiếu chữ B, sửa lại chưa? Câu thứ ba có Padino thiếu chứ không phải sai. Là các pháp sẽ sanh. Ở đây chúng ta biết rằng cái Padino á là các pháp nó sẽ sinh ra. Cái pháp này sẽ sinh ra là nó chắc chắn nó sinh ra. Chắc chắn sinh ra. Khi nói là nó chắc chắn nó sinh ra, chúng ta nó phải dựa vào hai cái yếu tố. Một, thứ nhất là nó dựa vào cái nhân đã tạo. Nhân đã tạo. Nhưng nó tạo đây nó chỉ cho là Chetana, tức là nghiệp. Nó liệu cái pháp mình gọi là Upanino, nó sẽ sanh ra nó phải dựa vào hai cái yếu tố. Một yếu tố thứ nhất là cái nhân đã tạo. Nhân đã tạo đây nó chính là cái Chetana, nó sự cố ý. Thì cái nghiệp này nè, khi mà chúng ta tạo ra như vậy đó, nó có thể sinh ra và có thể không sinh ra. Thì làm sao những cái tốt nó có thể sinh ra và những cái không tốt nó có thể không sinh ra, đó là việc làm của mình. Chứ không phải chúng ta làm xong rồi chúng ta có mặt, không phải. Và chúng ta là cái người mà quyết định được cái điều đó được. Với điều kiện chúng ta nỗ lực rất là nhiều. Thứ hai nữa, đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nó là hợp duyên. Hợp duyên. Cái hợp duyên này nó bất ngờ lắm, nó cực kỳ bất ngờ. Rồi chúng ta sẽ không có nhận định được. Thì đối với mà cái bất thiện đó, bất thiện đó, thì chúng ta muốn cản trở được nó thì dùng cái pháp gọi là thiện để mà cản trở bất thiện. Dùng cái pháp thiện để cản trở bất thiện. Mà nếu mà lơ lỡn một chút xíu thì cái duyên bất thiện nó sanh lên, người đó sẽ nhận lấy quả bất thiện ngay lập tức. Và cái đó là do chúng ta quyết định thôi. Mà cái thiện mạnh nhất để cản trở cái bất thiện nó chính là Sambacchaya. Tức là tỉnh giác. Tỉnh giác. Chính là trong cái pháp thiền thì cái tỉnh giác này là một cái điều rất là quan trọng. Nó không thể nào thiếu vắng cái tỉnh giác này được. Và trong cái đề mục tứ niệm xứ chúng ta có cái ba cái pháp là gì? Tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên chúng ta mới thấy là
cái thiện mà cản trở bất thiện nó gồm có ba pháp, nó là gì? Là tinh cần, niệm cộng với tỉnh giác. Trong đó ba cái pháp này tỉnh giác là cái quan trọng nhất. Tỉnh giác chúng ta có bốn cái. Tỉnh giác là cái chỗ nó thuận lợi, chỗ không thuận lợi, chỗ nó thích hợp, chỗ nó không thích hợp. Và tỉnh giác trong đề mục của mình, tức là tỉnh giác trong hành xử, tức là lúc nào cũng quan sát về cái hành xử của mình. Quan sát thì nếu mà minh sát thì mình phải quan sát cái hành xử của mình. Ví dụ như quan sát về cái ngũ uẩn nha mọi người. Ngũ uẩn. Khi chúng ta hành minh sát, chúng ta khi hành thực hành minh sát thì không thể bỏ qua hai cái chốt. Hai cái chốt. Cần phải xoay quanh hai cái chốt đó. Hai cái chốt đó là gì? Là danh và sắc. Nếu như chúng ta chỉ có nắm bắt cái sắc mà bỏ cái danh, không đủ, không được, không được. Bởi vì chúng ta sẽ không có thể là thấy được cái trọn vẹn được. Cho nên cái ngũ uẩn này, nếu nói rồi nói rộng thì có ngũ uẩn, nhưng mà nói ngắn gọn nó phải là danh sắc. Và thấy được cái sự tam tướng đối với danh sắc này. Ma tướng như sao? Và trong khi mà thấy được cái này thì cái pháp tỉnh giác này cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Nó đi chung với cái niệm, niệm là ghi nhớ hay là ghi nhận. Nhưng mà ghi nhận như vậy, ghi nhận để thấy sinh diệt của nó. Mà ta thấy sinh diệt chưa đủ, phải thấy luôn cái sinh diệt này nó dẫn tới cái khổ. Bất kỳ một cái pháp này đã có sinh diệt, đã thấy được cái sinh diệt nó là một điều tốt rồi, nó là một bước tiến rồi. Nhưng phải làm cho tăng trưởng thêm, tăng trưởng thêm. Phải thấy được cái sinh diệt nó nên là khổ, và thấy là mình muốn không muốn khổ nó vẫn cứ khổ, cho nên mới thấy được cái trạng thái vô ngã đó. Bao giờ thấy được cái tam tướng này rồi, mà đặc biệt là thấy được cái vô ngã, cái vô ngã của danh sắc này, cái vô ngã. Vô ngã thì sắc. Cho rằng trong ba, cho rằng khi mà chúng ta thực hành cái quán tưởng về danh sắc như này, rồi chúng ta chỉ thấy được cái vô thường là nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Rồi chúng ta tự mãn cái đó là chúng ta phải dừng lại chỗ này, dừng ngay lập tức. Mà phải nó phải đẩy thêm cái nữa để thấy được rằng cái gì mà nó vô thường mà chúng ta không muốn thì nó là bất kịch ý chúng ta. Cái gì mà nó cái gì mà chúng ta hài lòng mà nó không có tồn tại, nó làm cho chúng ta bất kịch ý, đó là cái khổ. Cái khổ đó nó không phải là cái thọ khổ, không phải. Nó không phải là tê nhất mỏi hết. Nhưng mà cái chúng ta muốn mà không có thì nó là khổ. Cái mà chừng nào mà chúng ta muốn mà không có thì nó là cái khổ. Chứ không phải là cái khổ là phải là tê chân nhức mỏi, nhức đầu, cảm cúm, nằm liệt giường. Nó chỉ là thọ khổ thôi. Thọ khổ nó chỉ là phản ánh của cái sắc pháp thôi. Nhưng mà cái tâm pháp nó như thế nào? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu thiền quán thì chúng ta sẽ có cái là sắc pháp. Sắc pháp là tâm pháp. Sắc pháp cái thọ khổ chúng ta dễ thấy, nhưng cái khổ của sắc pháp chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy sắc pháp nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Thế hai như vậy. Cho nên cần phải là cái vào thời của Ngài Pháp Minh, Ngài gọi là minh sắc khổ. Minh sắc khổ, xin sám hối Ngài thật. Cho dù như vậy thì Ngài cũng vẫn còn nằm trong chưa có đạt tới một cái tiêu chí của pháp hành. Tiêu chí pháp hành là cái tuệ gọi là sám ná nha ná, tức là tuệ phổ thông đó. Tuệ phổ thông là phải thấy được ba tướng vô thường, khổ và vô ngã. Thấy được ba tướng đó, nhưng mà ba tướng đó một tướng nào nổi bật lên, chứ không phải là chỉ thấy một tướng nó bật lên là không có đủ. Phải thấy được cái luôn cả cái vô ngã nữa. Và chúng ta nhớ rằng là trong thời Đức Phật á, vào ngày thứ sáu, vào ngày thứ năm, tức vào ngày đêm
vào cái ngày 15 tháng 4 âm lịch. Vào buổi chiều đó đó thì Đức Phật ngài thuyết lên là kênh Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân. Sau khi thuyết lên kênh Chuyển Pháp Luân thì dứt bài kinh này thì ngài Kiều Trần Như chứng quả. Kiều Trần Như chứng dự lưu. Không phải thuyết xong cái bài kinh đó là 5 ngày đều chứng quả dự lưu, không phải, chỉ có riêng độc nhất ngài Kiều Trần Như chứng mà thôi. Và lúc đó cái số lượng chư thiên và phạm thiên chứng quả dự lưu á, nó lên tới khoảng là 180 triệu, 50 triệu người. Trong có những vị là có thể là chứng A-la-hán cũng có, nếu mà từ dự lưu đã lên. Trong khi con người chỉ có một thôi, đó chính là ngài Kiều Trần Như. Ngài Kiều Trần Như. Thì hôm sau ba vị đi bác, ba vị còn lại được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, ngài chỉ dạy. Ngài chỉ dạy. Và ngày thứ hai là cái ngày thứ hai ngài Pháp Bá. Pháp Bá. Pháp Bá chứng quả dự lưu. Và mình nhớ rằng là trong cái tạng luật ghi nhận rất là rõ ràng, sau khi chứng quả dự lưu xong thì ngài Kiều Trần Như mới xin xuất gia trong giáo pháp này, trong khi bốn vị không chưa. Bốn vị còn lại chưa. Và Đức Phật này mới đưa tay lên, ê hí phích khú, hãy đến đây này Tỳ khưu. Thì khi mà như vậy đó thì ngài Kiều Trần Như chính thức là đệ tử của Đức Thế Tôn. Và cái trường hợp như vậy cho chúng ta thấy rằng cái quả là ê hê phích khú, hãy đến đây bị Tỳ khưu đó. Nó xuất hiện bởi hai điều kiện. Thứ nhất, ở trong kiếp quá khứ đã từng có dân y cúng dường y đến một vị sa môn. Nó điểm thứ nhất là tiên quyết. Điểm thứ hai, ngay trong kiếp hiện tại đó phải là người chứng được một trong bốn quả. Nếu mà không có chứng được trong một trong bốn quả thì quả vị ê hê phích khú không có. Đây là trường hợp của ngài A Nan Đa chẳng hạn, hoặc ngài A Nú Thá chẳng hạn, hay là ngài Chim Bí Lá chẳng hạn. Tức là những vậy này là những hoàng tử cùng xuất gia, những gia vào cuối hạ thứ nhất, chuẩn bị bước sang hạ thứ hai. Thì sáu vị hoàng tử còn đi xuất gia với Đức Thế Tôn ở thành ở cái rừng Mahawana. Cái đường này sau này cũng có 500 vị Tỳ khưu dòng Thích Ca chứng quả A La Hán tại này. Và nơi đây là kinh Đức Phật ngài thuyết lên bài kinh gọi là Mahasamaya, tức là kinh đại hội. Và tất cả chư thiên đứng khoảng gần 60, 70, 80 trên một ngọn cỏ, trên đầu một ngọn cỏ. Nó là thu hẹp để muốn đội vậy. Và trong vòng 12 do tuần là không có chỗ hở cho một vị chư thiên nào, không có một ra hở nào, nhiều đến mức độ như vậy đó. Nên cho nên bài kinh này được gọi là Mahasamaya, tức là đại hội, kinh đại hội. Thì sáu vị tử hoàng cùng với ngài Úbali sau này được gọi Đức Phật ban cho địa vị đệ nhất về không lục đi xuất gia trong đó. Thì rõ ràng rằng cái ngài A Nan Đa nè, rồi ngài A Nú Đô Thá nè, rồi ngài Phách Di Giá nè, mấy vị này được Đức Thế Tôn Bá Đú Mút Rá là thọ ký cho sẽ là thị giả tối thắng là một, sẽ là thiên nhãn tối thắng là hai, thứ ba là một cái dương tử ở trong cái dòng tốt đẹp nhất là bà. Đã được Đức Thế Tôn Bá Đú Mút Tá Rá thọ ký như vậy. Nhưng xuất gia cũng chỉ bình thường thôi. Mà trong vòng 100.000 kiếp trái đất, 100.000 kiếp trái đất.
Từ Đức Phật Parumuttana cho đến Đức Phật Gautama này trải qua độ khoảng 20 hoặc là 10, 15 vị Phật, 15 vị chánh giác. Và rất nhiều những vị Phật tục giác xuất hiện. Thì trong quá trình đó thì những cái vị này chắc chắn rằng không có lần nào mà không cúng dường y phục đến cho chư tăng hay là những vị Phật tục giác. Chắc chắn như vậy. Nhưng duyên thứ nhất là có cúng dường y phục đến cho những vị sa môn. Duyên thứ hai là không chứng được một trong bốn thánh quả, cho nên phải xuất gia theo cách thông thường, không có ê phi khú được. Mà muốn xuất gia ê phi khú phải là một có đủ hai điều kiện, hai nhân. Một là trong quá khứ đã từng cúng dường y phục đến cho một vị sa môn hoặc Đức Phật tục giác hoặc là chư tăng vân vân. Thì cái dân y ca thi ná của quý vị là một điều kiện để tạo cho quý vị một nhân thôi nha, chỉ một nhân thôi nha. Nhân còn lại là phải quý vị phải tạo, làm sao để chứng được một đạo quả. Và một điều thứ hai nữa, chúng tôi cũng có nghe một clip có một vị sư nói là cho những vị tỳ khưu ni khi tới chứng đắc đạo quả xong rồi, Đức Phật muốn xuất gia, Đức Phật đưa tay lên: ê hí phí khưu ni, chuyện này không có nha, không thể xảy ra. Và nhớ là để ê phí khưu này chỉ có tỳ khưu thôi chứ không có tỳ khưu ni nha. Tỳ khưu ni dù có chứng được đạo quả trước đó, muốn đi xuất gia chẳng hạn vậy, trước đó có cúng dường y phục tới cho chư tăng rồi, muốn xuất gia cũng xuất gia theo bát kính trọng mà thôi. Bát trọng cấm thôi, mà bát trọng giới rồi thôi. Không có trường hợp Đức Phật đưa tay nữa: ê hí phí khưu ni, không có. Những cái clip đó là nói sai pháp, không có đúng. Vậy phải nhớ lại rồi nè. Và lần chứng chúng ta thấy rằng bà Gautami trước khi xuất gia bà chứng quả dự lưu rồi. Nhưng mà khi mà xuất gia đi tới cũng rừng Mahavana này, nhưng mà Mahavana này của Vesali. Bà xin xuất gia thì Đức Phật nói khi nào mà bà Gautami chấp nhận 8 bát kính pháp đó thì bây giờ mới được xuất gia. Và bà Gautami đồng ý. Rõ ràng là không có cái ê hí phú ni, không có. Thì có một số lăng xê lên kiểu này thì có chừng không đúng. Nên chúng tôi nhấn mạnh những cái điểm đó cho quý vị nắm bắt được. Nếu mà giờ chúng ta trở lại, ngày thứ hai là ngày Pháp Bá chứng quả dự lưu, ngày thứ ba là ngày Phách Tí Giá. Rồi ngày thứ ba là ngày Má Ha Na Má. Và ngày thứ tư là ngày A Sa Chí. Thế là nhóm năm Kiều Trần Như, đứng đầu là ngày Kiều Trần Như. Ngày người thứ nhất đứng đầu là ngày Kiều Trần Như. Người thứ hai là lớn tuổi hơn á, lớn tuổi hơn thôi, là Pháp Bá. Người thứ ba là ngày Phách Tí Giá. Người thứ tư là ngày Má Ha Na Má. Và người trẻ nhất là ngày A Sa Chí. A Sa Chí sau này chính là thầy tiếp dẫn của ngài Xá Lợi Phất. Để chúng ta nắm những cái chi tiết lịch sử như vậy. Và điều này nằm ở đâu? Điều này nằm ở trong tạng luật bộ đại phẩm. Cái phần đầu tiên đó là chương trọng yếu đầu tiên. Đến ngày thứ sáu, chiều thứ sáu. Tức là ngày 15, 16, 17, 18, 19. Đấy, 19 âm lịch đó, đến ngày 20 âm lịch, chiều 20 âm lịch. Đức Phật này tiếp theo cái bài kinh chuyển pháp luân đó là cái bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh. Và nghe trong xong cái bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh đó thì năm ngày này chứng quả A La Hán rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vô thường, khổ vô ngã, khi thấy được cái những tướng vô thường đó là một bước tiến rồi. Cần phải thấy luôn cả tướng khổ nằm trong đó, cái khổ cái bị áp bức nó, áp bức. Cái tướng khổ trong Vô Ngã Tướng Kinh giải thích như vậy là giống như một cái người á bước vô căn nhà. Mình nhìn thấy căn nhà nó nghiêng sắp đổ. Tường cũng nghiêng sắp đổ, còn cái mái nhà cũng nghiêng sắp đổ. Rồi cái
cột nó cũng nghiêng nghiêng sắp đổ, đuôi mè cũng nghiêng nghiêng sắp đổ, mà không biết nào nó đổ lúc nào, không biết nó sập lúc nào. Mà người đó ông cái trạng thái như vậy đó, trạng thái mà cứ là ngại lo ngại cái căn nhà nó sập đổ thôi. Mà hiện tại nó chưa sụp đổ, mà thấy nghiêng như muốn đổ. Và cái áp lực tâm lý đó, áp lực tâm lý đó, nó chính là trạng thái khổ. Quý vị cứ tưởng tượng bây giờ vô trong một cái nhà mà đứng mà thấy cái cột nghiêng ngã sắp ngã xuống, mà nó không ngã. Rồi cái mái nhà nó nghiêng sắp ngã xuống, rồi cái bức tường cũng nghiêng sắp ngã xuống, mà nó không ngã, mà không biết chừng nào nó ngã. Thì cái trạng thái áp lực đó như vậy. Và khi mà về cái vị đó nhìn thấy cái sắc hay cái danh này nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và có một cái cảm nghĩ khởi lên cho vị đó: nếu như cái sắc này hay cái danh này mà nó sinh lên, nó diệt mất đi, mà nó không sinh nữa, nó không sinh lên nữa, thì con người nó chết. Mà cái sinh diệt của nó còn diễn ra rất là nhanh, nó diễn ra liên tục. Mà lúc nào mà nó sinh lên, mà nó diệt mất đi, mà nó không sinh nữa, thì chúng sanh đó được gọi là chết. Và thật sự vậy, danh sắc chúng ta sở dĩ mà nó còn tồn tại bởi vì nó có sự sinh diệt liên tục. Một cái lúc cái nào đó nó sinh lên mà nó không có, nó diệt đi mà nó không sinh lên nữa, thì cái cơ quan nó bị hư hoại. Ví dụ như lỗ tai chúng ta tỏ tường bởi vì nó sinh diệt, rồi nó sinh rồi nó diệt. Một lúc nào nó cái thần kinh nhĩ của ta nó sinh lên, nó diệt mất đi, nó không sinh nữa, thì bắt đầu cái lỗ tai bắt đầu lãng đến mức độ là chúng ta không nghe được nữa. Cái hay mà hay là con mắt cũng được như vậy rồi, như vậy thôi. Thì cái thân thể này nó được tồn tại do ba cái yếu tố. Cái thân xác này được tồn tại do ba yếu tố. Thứ nhất là tuổi thọ. Tuổi thọ chữ là ayu, nó tồn tại bởi tuổi thọ. Thứ hai, cái sắc pháp này nó được tồn tại đó. Nó bởi do nó có hơi ấm Usama. Nếu như cái hơi ấm này nó sinh rồi nó diệt mất, nó không sinh lại, thì dần dần cái thân xác này sẽ chết, nó sẽ không có tồn tại. Bởi vì cái thân của người còn sống là còn ấm áp, rất ấm áp, cái hơi nóng làm ấm áp. Nhưng quý vị sẽ rờ một cái thân xác rồi một tử thi rồi nó lạnh tanh, bởi vì hơi nóng nó không còn nữa. Cũng vậy, cái hơi ấm mà nó sinh lên rồi nó diệt mất đi mà nó không sinh nữa, thì cái thân thể đó, cái xác đó, cái thân đó được gọi là đã chết. Mà thấy là cái sinh diệt này nó là liên tục nha. Cái hơi ấm này nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, không biết chừng nào nó diệt mà nó không sinh. Bây giờ thì nó đang sinh rồi diệt rồi sinh, mà không biết chừng nào nó diệt mà không sinh, nó bất ngờ nó xảy ra. Cho nên nó có một cái áp lực nó vậy. Tương tự như vậy, cái thân xác này hay cái mạng sống này còn là nó do có cái tâm thức. Cái mạng sống của chúng sanh nó có, bởi do nó có ba cái pháp như này, nó có tâm thức. Nhưng mà cái tâm thức này nó cũng sinh diệt như vậy đó, mà lúc nào mà cái tâm thức này nó sinh, nó diệt rồi nó không sinh nữa, thì chúng sanh nó xem như chết. Cho nên mạng sống này nó cực kỳ ngắn ngủi, nó ngắn ngủi đến từng sát na một, không biết chừng nào nó không sinh, không biết. Bây giờ thì nó còn sinh còn diệt, còn sinh còn diệt như vậy, còn tồn tại, mà không biết mà bây giờ là nó diệt rồi nó không sinh, không biết, bất ngờ thôi. Và như vậy cũng giống như cái người đang bị cái áp lực đó, cái áp lực đó nó mới là cái khổ, chứ không phải là cái thọ khổ. Cái thọ khổ chỉ là cái một phần nhỏ thôi, cái đó là cái tướng khổ thật sự đó. Mà mình muốn không được cái tướng vô ngã. Cho nên phải thấy được đủ ba tướng đó. Và dưới cái bài kinh này thì 5 ngày mới chứng quả được A La Hán. Cho nên chúng ta mới thấy cũng là một cái điều rất là quan trọng. Thì chúng ta trở lại cái vùng cái chánh niệm này,
nhất này, cái tỉnh giác này, cái tỉnh giác này để cản trở cái quả bất thiện nó có thể sinh lên. Quả bất thiện nó chỉ sinh lên khi nó hội đủ cái duyên của nó, rất là có điều kiện thuận lợi của nó. Và nếu như không có hội đủ thì là nó sẽ không sinh lên. Chúng ta phải nhớ là mà muốn cản trở nó không có cách gì khác bằng cách là dùng tỉnh giác, biết rõ nó, biết rõ nó. Nếu trường hợp tỉnh giác có 4 là biết cái điều thuận lợi, cái điều không thuận lợi, biết cái điều thích hợp, điều không thích hợp, và biết rõ cái hành xứ, tức là biết rõ cái đề mục của mình nó diễn tiến như thế nào. Và thứ tư là vô si tỉnh giác, là biết rõ là cái trạng thái sinh diệt và vô ngã của nó. Nó 4 cái điều này nó cản trở được cái bất thiện đó, không giờ nó không sinh lên. Cho nên cái pháp mà chắc chắn sẽ sinh nó phải đầy đủ hai điều kiện là nhân đã tạo cùng với duyên thích hợp. Duyên thích hợp thì cái Upadino, cái nghĩa là pháp, các pháp sẽ sinh là chỉ cho cái pháp nó chắc chắn nó sẽ sinh. Thì nói về cái nghiệp đã tạo, nhân đã tạo, cái nghiệp đã tạo, nếu nó về bất thiện thì chắc chắn nó sẽ sinh lên là ngay trong kiếp sau. Ngay kiếp sau là tái sinh vào bốn khổ cảnh chắc chắn. Đó là tạo năm nghiệp nè, năm nghiệp vô gián và tà kiến nhất định. Tà kiến nhất định đây muốn chỉ ra là đoạn kiến. Người nào mang cái tư tưởng là chết là hết nè, thì cái đó được Đức Phật này đưa vào gọi là tà kiến nhất định, và chắc chắn người đó trong kiếp sau sẽ rớt xuống địa ngục A Tỳ, hoặc là sẽ rớt xuống địa ngục không gian, tức là canh tá thí giá. Ni ra giá địa ngục này được gọi là địa ngục không gian. Địa ngục không gian là dành cho những người đoạn kiến. Cái đời sống ở trong chúng sanh ở địa ngục không gian này đó, nó không có dài lắm đâu, nó khoảng 84.000 kiếp trái đất mà thôi. Một đời sống như thế 84.000 kiếp trái đất nó không có dài lắm. Mà cái đường không gian nằm đâu? Ở đây chúng ta có là một cái tất cá hoa lá, tức là một cái luân quy, một cái luân quy sơ. Ở trong luân quy sơ này gồm có 31 cõi, và cái dòng đai này được gọi là dòng đai tất cá hoa lá, nó dòng đai tròn. Đây là một trong 31 cõi. Cái một trong 31 cõi thứ hai nó là này, lại 31 cõi. Là một cái 31 cõi thứ ba. 31 cõi. Chúng ta tưởng tượng ba cái vòng tròn mà nó tiếp xúc nhau vậy đó, thì nó tạo một cái khoảng giữa này. Thì cái khoảng giữa này được gọi là lô canh phá đi giá, tức là địa ngục không gian. Nó không nằm ở trong cái luân quy này, nó cũng không nằm trong luân quy nào hết, nó ở giữa thôi. Và cái đường này, cái này nó rất là trơn láng, rất là trơn láng. Và ở dưới này là dùng nước cực mặn, cũng đồng thời nó là nó cũng giống như nước axit mạnh. Và chúng sanh ở trong này đó, nha. Khi mà có móng tay rất là dài, nó bám vô đây nè, bám vô đây. Ở đây mặt trời không xuyên qua được, mặt trăng không xuyên qua được. Mặt trời ở đây không xuyên qua được, mặt trăng không xuyên qua được. Cho nên ở chỗ này là nó tối, nó đen tối, một cái lạnh lẽo rất kỳ. Và chúng sanh nó có móng tay rất là dài, nó bám vô trong cái triền núi mà đi. Và đối khác, khi mà những chúng sanh nó đi gặp nhau, cái là tưởng và cực ôm nhau, cắn xé nhau.
nó cắn xé nhau, cắn xé nhau, nó tưởng nó có bật cận cắn xé nhau, rồi hai bên cắn nhau cái rớt xuống chính giữa này. Mà khi mà rớt xuống cái giữa này á, là cái nước của nó, cái nước trong lên nó làm sôi lên thân thể chúng sanh lại tan biến ngay lập tức, rồi ta tiếp tục tái sanh trở lại. Và tái sanh vậy là 84.000 kiếp trái đất xong rồi đó. 84.000 kiếp đất xong rồi đó, chưa phải được sanh ra đâu, không phải đâu. Nếu như chưa có một ý niệm về cái có đó, lại tiếp tục sanh lại nữa, là sống thêm 84.000 kiếp trái đất nữa. Như là một lần mà cái tà kiến vô đoạn kiến này, vô hành kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến đó, khủng khiếp mức độ như vậy đó. Cho nên khi mà Bồ Tát nhập thái bào á, ngài giàu dùng là cái được gọi là ngài có cái tâm bi mẫn đối với chúng sanh. Lúc đó cái hào quang của ngài, hoặc là khi mà Đức Phật chứng vô thượng chánh giác á, hay là ngài chuyển pháp luân á, cái hào quang sáu màu của ngài nó xuyên qua này. Thì trong giây phút đó, cái chúng sanh ở trong đó có hào quang chiếu sáng được như vậy đó, nó nhìn thấy có những chúng sanh khác, nói à có chúng sanh khác, chỉ có một tư tưởng đó thôi, có chúng sanh khác, lập tức nó văng ra khỏi cái đường quê. Nghĩa là có một cái tư tưởng có khởi lên, lập tức nó văng ra khỏi địa ngục đó. Nhưng làm người chưa nha, nó ra khỏi cái đó thôi, nó rớt xuống một địa ngục khác nữa, chịu khổ nữa cho đến khi hết. Cho nên cái nghiệp tà kiến này nó cực kỳ nặng, rất là nặng. Nên là chúng ta biết được như vậy, chúng ta né tránh nó đi, nhất là cái tà kiến mà gọi là đoạn kiến, nó là nó ghê gớm đến mức độ như vậy. Chết là hết là tà kiến, thì khi mà vô dương niết bàn chết không tái sinh lại nữa là hết. Cái đó nó khác, bởi vì cái nhân để tái sinh nó không còn, chứ không phải nó hết. Cái nhân để mà sinh nó không có, chứ đâu phải là hết. Còn này chết là hết, tất cả là không còn nữa, là hai cái nó khác nhau. Cái kia là bởi vì nó không có điều kiện để sinh ra, hai cái nó khác nhau chứ. Thì bây giờ thì rõ ràng cái nhân cho tái sinh nó chính là ái. Cái nghiệp của vị thánh A La Hán, cái nghiệp dẫn đi tái sinh, nghiệp đó còn không? Khác với cái tư tưởng là cái tà kiến, có nghĩa là đoạn kiến, coi như là cái nghiệp này cũng chấm dứt luôn, nó diệt mà. Đây, cái người hiểu ra biết nó sẽ biết như vậy. Cái nghiệp dẫn đi tái sinh của vị thánh A La Hán còn hay không còn? Vẫn còn, đúng không? Còn tà kiến, đoạn kiến, do rằng cái nghiệp đó nó chấm dứt, bởi vì nó vô hành kiến, vô quả kiến mà nó chấm dứt. Hai cái rõ ràng là ý nghĩa, cái ý niệm nó khác nhau rồi. Vị thánh A La Hán cái nghiệp dẫn đi tái sinh nó còn, và nó dẫn đi tái sinh, nhưng nó không có cái ái là cái chất bám vô, dính vô. À, nắm đấy mà cái ái nó không có, cho nên nó không có cơ hội để mà đi dính vào. Cho nên Đức Phật ngài dạy ngài Ananda trong bài kinh Hiện Hữu này, Ananda, nghiệp là thửa ruộng, nghiệp là thửa ruộng. Vị thánh A La Hán còn nghiệp không? Còn không? Vậy thì có phải là đoạn kiến được chưa? Không có đoạn kiến được. Nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống. Hột giống nghiệp này nó có thể cho ra sức thức không? Nghiệp nó cho ra tâm quả không? Nó phải là cho ra thức không? Có không? Nghiệp nó cho ra thức không? Còn đoạn kiến, nghiệp nó không cho ra thức, mới là vô quả kiến. Hai cái ý nghĩa này nó khác nhau hoàn toàn, nó đâu có thể để lầm lẫn một cái tình trạng mà cái giống nhau vậy cho mình kết luận được vậy. Vậy tới nay là còn thức, nghiệp này rồi cho thức không?
Còn đoạn kiến nghiệp này nó không cho quả, nó là vô quả kiến mà. Thấy rõ chỗ này chưa? Nhưng mà vậy này không có tái sanh, bởi sao vậy? Không còn ái. Ái Đức Phật là dạy rằng này ăn ba, nghiệp là thửa ruột, thức là hạt giống, ái là sự nhuận ướt. Cái hạt giống mà không có sự nhuận ướt nó sẽ không mọc mầm. Mà cái gì có cái ái cho nên nó có mọc mầm, nó bám vô cảnh giới tái sanh mới có sự tái sanh. Nhưng mà vậy A-la-hán không còn ái, cái sự nhuận ướt này không có, cho nên sự điều kiện tái sanh nó không thực hiện được. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn, làm sao nó giống nhau được, có hiểu không? Ngay cả Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót, khi ngài từ cung trời Đạo Lợi, ngài quên cung trời Đậu Xuất tái sanh vô bụng mẹ, nếu không có ái thì cái thức nó không bám vô cảnh giới nhân loại. Mà chính vì ái nó bám vô cảnh giới nhân loại cho nên mới hình thành ra là một cái thai bào. Cho dù là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, nhưng mà vị Thánh A-la-hán không còn ái nữa thì cái sự kết dính nó không có. Cho nên cái duyên dẫn tới tái sinh không có, cho nên ngài không có tái sinh chứ không phải là ngài chấm dứt. Nhưng không phải là ngài diệt, không phải diệt mất. Bởi vì ngài không có điều kiện tái sinh. Bây giờ một cái người bị tê liệt, đang bị tê liệt đó, không bị tê liệt. Rồi cái người bị tê liệt đó nhờ vật lý trị liệu, nhờ chăm cứu này kia, người đó dần cử động được, và người đó biết là cái sự tê liệt này nó sẽ không còn sợ hãi nữa nếu mà giữ yên đúng cái kiên khem đúng như vậy, thường xuyên tập luyện dưỡng sinh hay thường xuyên tập luyện cái so bóp này cũng vậy. Và người đó biết rằng cái tê liệt này nó sẽ không có cơ hội trở lại, nó không trở lại. Nhưng mà người đó có còn không? Sự tê liệt nó chấm dứt, phải người đó chấm dứt luôn không? Hai cái nó khác nhau ấy. Cái ái không có khác với cái người đó chấm dứt diệt liệt luôn, hai cái nó khác nhau. Hiểu chỗ đó là hiểu sai rồi, hiểu sai pháp rồi. Cái người này bị nằm liệt, người đó đứng dậy đi được, sau khi một thời gian điều trị xong, người đó đứng dậy người đi liệt được. Người đó biết là cái bệnh tê liệt chúng ta nó đã giảm hoặc là nó chấm dứt. Nó khác với cái thân nó không còn, hai cái nó khác nhau không? Hai cái khác nhau không? Thì vậy Thánh A-la-hán bị gì? Cái duyên dẫn tới tái sinh, cái điều kiện dẫn tới tái sinh là bị chấm dứt, nên ngài không có tái sinh, chứ không phải ngài diệt mất. Có hiểu chỗ này không? Hai cái nó khác nhau, ý nghĩa là khác nhau. Cái nó không thể khởi lên và cái nó chấm dứt hoàn toàn, hai cái nó khác nhau. Cái nó không thể khởi lên nó là khác nữa, còn cái nó chấm dứt hoàn toàn nó khác. Hai cái khác nhau, hai cái ý niệm nó khác nhau hoàn toàn, nó là như vậy đó. Cho nên không thể nhầm lẫn như cái này. Cái sự sinh lên của một chúng sanh nó do có nhân có duyên. Khi nhân đó không có, duyên đó nó không có, thì từ sự tái sinh nó không có. Không có nghĩa rằng cái sự tái sinh đó diệt mất. Hai cái ý nghĩa này khác nhau. Có hiện nắm được cái ý nghĩa này không? Bây giờ một người do nghèo khổ là cố gắng làm luận tích lũy một thời gian sau phát triển cái đó, người đó cái giàu sang lên, người đó nói rằng bây giờ tôi thoát khỏi cái khổ, tôi thoát khỏi cái nghèo. Nhưng người đó không thể hiểu, không thể nghĩ rằng cái nghèo nó bị diệt mất, nó không sanh lại, nó không thể nghĩ mà. Một lúc nào đó cái nghèo có thể sanh lại không? Khác với cái nghèo nó diệt mất, nó không sanh lại, hai cái khác nhau không? Vậy thì cái người mà nghĩ rằng tôi đã thoát khỏi cái nghèo, không còn bị cái nghèo chi phối, với cái nghèo nó không bao giờ sanh lại với tôi, cái nào đúng? Có hiểu không? Ý nghĩa nó là như vậy đó.
cái duyên, cái nhân để cho sự tái sanh không có, cho nên không có sự tái sanh. Chứ không phải cái duyên, cái nhân nó bị diệt mất, không phải. Mà nó không có cơ hội hiện ra. Cái chúng ta đang làm nè, cái chúng ta đang làm nè, chúng ta cái như một số người học theo cái kinh nghiệm nha, học pháp nó là duyên sinh cho sinh trí tuệ. Học pháp nó là duyên để cho phát sinh trí tuệ. Như vậy thì không học pháp thì duyên phát sinh trí tuệ có không? Không học pháp duyên phát sinh trí tuệ có không? Có hay không có? Không. Không học pháp thì để là cái duyên để phát sinh trí tuệ có không? Cho dù bất kỳ là ai, một thiên tài nào đó không học thì không bao giờ có trí tuệ. Không học không bao giờ có trí tuệ đâu. Cho dù cái nghề mà thấp nhất là cái nghề làm hồ, không học cũng không được. Bắt buộc phải cầm viên đá, cầm viên gạch ra sao, tét hồ sao, đặt sao. Lúc giai đoạn đầu coi ngó cái nó xây cái bức tường giống như con rắn vậy. Dần dần nó quen. Ngay cả cái nghề thấp nhất và nghề giữ xe không có học cũng không giữ được. Không ai sắp xếp cái xe này nằm đâu. Tưởng là nó không học. Xin lỗi nha, ra ngoại quốc nha. Cái người mà xét vé xe lửa đó, xét vé xe lửa phải đi học. Phải đi học, phải có bằng cấp. Cái người mà ở siêu thị đó, sắp hàng cái những cái món hàng nào rau củ quả rồi đó, phải có bằng cấp á. Ở Việt Nam mình thì là nó lộn cào cào vậy thôi, chứ ở ngoại quốc anh phải có bằng cấp đàng hoàng. Ngay cả làm móng tay còn phải đi học. Ở ngoại quốc làm neo phải có bằng nha. Làm neo đó cũng phải có bằng á. Cho nên không học không thể phát sinh trí tuệ được. Cách nào cũng vậy đó. Bây giờ cái học pháp nó phát sinh trí tuệ, nó là cái duyên. Mà học pháp này, nếu không học pháp nó khác với là cái học pháp biến mất không? Cái học pháp nó khác với học pháp biến mất không? Nó là cái không học, nó có khác với là không học không còn không? Bởi vì cái ngữ nghĩa nó là như vậy đó, phải thấy được cái ngữ nghĩa đó. Cái không học nó khác với cái là không học chấm dứt không? Cái không học chấm dứt nó có thể có trí tuệ không? Sao cái lớp này quý vị nghĩ lớp này là không học nữa đúng không? Quý vị còn được cái kiến thức không? Còn không? Còn kiến thức đầu đề tạm không? Sao cái lớp này đầu đề tạm chấm dứt đúng không? Không vậy nữa, quý vị có kiến thức về đầu đề tạm không? Còn nói rằng sao khi mà lớp cái đầu đề tạm này chấm dứt, quý vị mất luôn cái hiểu biết về đầu đề tạm. Nói vậy đúng hay sai? Nó chấm dứt hoàn toàn. Đúng hay sai? Không đúng hả? Thành ra là chúng ta thấy cái duyên hết rồi, còn cái mà không còn nữa, hai cái nó khác nhau. Không còn duyên nó khác nhau, còn hai cái không còn nữa nó khác nhau. Hai cái. Rõ ràng cái ý nghĩa, ý niệm nó là như vậy. Nó không có nhầm lẫn được. Và trong kinh điển có một lần Ngài Đức Phật Ngài mới hỏi rằng là
Ngài hỏi đến cái ngài vị tỳ khô mới tu, tức là Anuratha. Anuratha không phải Anuruddha nha, Anuratha. Này cái ngoại đạo mới hỏi cái ngài Anuratha này là ngài có một cái cốc ở cái bên Đại Lâm, ở cái khu mà giảng đường nóc nhọn của Đức Thế Tôn đó, giống ở xa thôi. Thì ngoại giờ một cái ngoại đạo tới hỏi ngài Anuratha là có phải Như Lai tồn tại sau khi chết không? Thì ngài mới nói là Như Lai đi vượt qua cái đó. Và Như Lai không tồn tại sau khi chết phải không? Như Lai Đức Thế Tôn vượt qua cái đó rồi. Rồi Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết phải không? Rồi Như Lai vượt qua cái đó rồi. Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết phải không? Như Lai vượt qua cái đó rồi. Ngoại đạo nói cái ông này là ông si dốt, hoặc là mới xuất gia, hoặc là một trưởng lão ngu, rồi bỏ đi. Hạ núi nó tháo ngẫm nghĩ thật vậy. Nếu mà ngoại đạo hỏi ta thêm câu nữa, ta không biết sao trả lời, không biết sao trả lời nữa. Ý nghĩa này như thế nào thì mới về hỏi Đức Phật. Đức Phật nói đó là một cái tà kiến, nó không có cái gì mà vượt qua hay gì tồn tại hay vượt qua cả. Đức Phật nghe hỏi ra này, anh Núi Tháo, ngươi có nhìn thấy Như Lai qua sắc quẩn không? Không, tức không có bên sắc quẩn, tại sao vượt qua được? Cái bản ngã không nằm trong cái sắc quẩn thì làm sao mà gọi vượt qua được, hiểu chưa? Nó không có trong bản ngã, không có nằm trong sắc quẩn thì làm sao nói nó tồn tại hay không tồn tại được, hay là có tồn tại hay không tồn tại được. Và lần lượt Đức Phật hỏi nó, này anh Tú Tá, ngươi có nhìn thấy Như Lai qua sắc quẩn không? Dạ không. Như Lai, ngươi có nhìn thấy Như Lai ngoài sắc quẩn không? Dạ cũng không luôn. Trong sắc quẩn không có, không tìm thấy Như Lai, ngoài sắc quẩn không còn thấy được Như Lai, thì làm cách nào nói Như Lai vượt qua trường hợp này? Nó không có làm sao nữa vượt qua, có mới vượt qua, đúng không? Quý vị hiểu cái này không? Có cái cửa ngõ mới đi qua cửa ngõ, hoặc là có cái bực bục cho nó vượt qua cái bục, không có bục lấy gì mà vượt qua, hay là có cái gì mà không vượt qua, nó không có cái bục mà. Có cái bục này có cái bục mới vượt qua cái bục, đứng đây. Bây giờ không có bục thì lấy gì mà vượt qua, lấy gì mà không vượt qua, có hiểu không? Cái ngũ uẩn không tìm thấy một cái bản ngã, ngoài ngũ uẩn không tìm thấy một bản ngã, thì làm cách làm gì nói rằng Như Lai vượt qua cái đó, hay Như Lai còn tồn tại cái đó? Bất kỳ cái nào cũng rơi vào cái tà kiến, gọi là có ngã kiến hết. Nó không có nữa. Sắc thọ tưởng hành thức nó không có bản ngã trong đó, cho nên nó không có gọi là tồn tại hay là không tồn tại, hay là có hay không có tồn tại, hay là không có không hay không có hay không không có tồn tại. Bởi sao? Bởi vì nó không có. Mình đã không có thì làm sao mà bảo rằng nó còn tồn tại hay không tồn tại, hay là nó có một phần tồn tại một phần không tồn tại, hay nó dường như tồn tại hay là dường như không tồn tại, hay là nó không tồn tại hoặc là không tồn tại. Nó không có được. Thì cũng vậy, vì không có duyên để tái sinh cho nên sự tái sinh không có. Nó khác, đó là sự tái sinh chấm dứt, sự tái sinh bị diệt tận, không có. Nó hiểu nghĩa này, mình phải hiểu rằng vì nó không còn điều kiện để tái sinh cho nên tái sinh nó không hiện hữu, nó không khởi lên. Chứ không phải là cái nghiệp tái sinh nó chấm dứt, không có. Nó vẫn còn đó, nhưng mà nó không có điều kiện khởi lên. Bây giờ trong quá khứ chúng ta tạo những cái ác nghiệp có không? Có không? Hiện nay ác nghiệp nó có trao quả chưa? Có một số trao quả, có số chưa, đúng không? Nghiệp cận tử, nghiệp chết nó cho chưa? Vậy bảo rằng nghiệp chết, nghiệp dẫn tới sự chết, nó chấm dứt đúng hay sai? Chứ nó không có điều kiện nó cho thôi, chứ khi nó có rồi đó, dù ở giữa trời, dù ở trong đất, trong hang, nó cũng tìm tới thôi. Bởi vì nó có điều kiện mới cho. Còn bảo rằng cái nghiệp mà tự chấm dứt, đoạn diệt hoàn toàn, đúng hay sai? Phải hiểu được như vậy. Hiện nay cái nghiệp tự nó chưa có điều kiện nó cho, đúng không? Cho nên còn đứng đây thao thao bất tuyệt, đúng không? Một lúc nào đó nghiệp nó tới rồi, đúng không? Đang đi xe đụng cái rầm cái chết nằm đống nữa. Thôi dục vô cái nghĩa địa thôi, rồi xác
nó bảo rằng cái nghiệp tử nó bị diệt hoàn toàn, đúng hay sai? Đó cái đó là cái đoạn kiến đó, đó là cái đoạn kiến đó. Hai cái nó khác nhau, còn nghiệp tử nó chưa có, bởi vì nó không có duyên để nó hợp để nó sinh ra thôi. Hai cái nó khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại bài học. Bây giờ cái nghiệp ác nè, nghiệp bất thiện chắc chắn sẽ cho. Chắc chắn sẽ cho quả. Chắc chắn sẽ cho quả. Trước tiên chúng ta nói nhất định sẽ có là năm nghiệp vô gián. Rồi luôn cả là tà kiến nhất định. Nó nhất định ở kiếp sau thôi. Nhưng nó vẫn còn đó nha. Và nó sẽ tiếp tục nó trả cho đến khi nào mà viên tịch thì thôi. Chứ không phải là nó chỉ trả có một kiếp thôi, nó không phải một kiếp, nó phải trả kiếp sau thôi. Nó phải chỉ rớt xuống địa ngục không gian hoặc là địa ngục vô gián một kiếp đó thôi. Cái quả còn dư sót của nó còn sót lại đó. Nó sẽ cho, nó cho cách bất định thôi. Khi nào nó hợp duyên nó sẽ cho. Và nó sẽ cho đến khi nào? À, dù cho nó trải qua 100.000 kiếp trái đất. 100.000 kiếp trái đất. Dù cho nó trải qua 100.000 kiếp trái đất nữa mà nếu có cơ hội là nó sẽ cho. Và cái lý vô ngã nó nằm chỗ này. À, như Đức Phật chúng ta trong cái tiền kiếp cách đây hơn 20 A tăng kỳ. Vào thời Đức Phật mà sắp bá Phu Mỹ như đó. Ngài du khống cho vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật này. Ở trong bộ Apatana tức là ký sự trong cái chương gọi là quả nghiệp còn dư sót đó. Bí lô tí cá cầm má. Quả nghiệp còn dư sót. Để trong quá khứ Ngài đã du khống cho một vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật Chánh Giác. Sau cái kiếp đó Ngài rớt xuống địa ngục A Tỳ rồi trải qua cho đến kiếp này, hiện tại này nè, thành chánh đẳng giác rồi đó, cái quả còn dư sót nó cũng kéo tới, nó cũng cầu nó trả. Và Ngài bị nàng Chinh Cha du khống rồi. Nó, nhưng mà cái này nó ngoài cái nhất định là nó cho quả rồi thì nó còn có cái bất định nữa. Chứ khi nào mà mình còn luân hồi thì còn. Và nó chỉ khi nào mà cái quả bất định này nó không còn. Cái quả bất định này nó sẽ không còn. Khi nào không còn? Khi chứng A La Hán. Rồi viên tịch. Này tất cả những ác nghiệp hay thiện nghiệp đều không còn. Đều không còn. Yeah. Còn như mình đã có một thiện nghiệp nó cũng vậy thôi. Thiện nghiệp. Nó không có điều kiện nó khởi lên nữa. Nó không có điều kiện nó khởi lên nữa. Này. Tương tự vậy về nghiệp thiện. Nghiệp thiện. Cái nghiệp thiện á, nếu như mà nó cho nhất định. Cho nhất định. Cho quả nhất định. Để trước mắt là chúng ta sẽ có là chắc chắn á, nó sẽ có là tâm đạo cho quả nhất định. Mà điều này chúng ta học rồi, không nói nữa. Thứ hai là nghiệp thiền không bị đứt. Tức là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không bị đứt thiền. Chắc chắn kiếp sau sanh về cảnh giới đó, vì nó còn duyên để đó là điều gọi là chắc chắn. Nhưng mà không phải chỉ nhiêu đó thôi, dứt cái kiếp đó rồi không phải là mất, nhưng nó sẽ tồn trữ ở đó đó. Khi có cơ hội người đó chứng lại được rất là nhanh, chứng là tạo điều kiện đó thì nó chứng là đạt lại rất là nhanh. Đây là trường hợp của Bồ Tát chúng ta.
À, Bồ Tát chúng ta chứng được cái tám thiền năm thông do dính mắc, do khởi lên tham ái, ví dụ bà hòa hậu đứt tám thiền, đứt luôn năm thông, lúc đi thọ thực á dùng thần thông bay vèo vèo lên hư không, rồi xong buổi đó đi bộ về nên đau khổ mức độ vậy đó. À, rồi ông vua biết được như vậy mới trợ giúp cho ông vua tiền thân ngàn ta đó, trợ giúp cho Bồ Tát này. Bồ Tát nó thấy được cái này nguy hiểm quá cho nên ngài hỏi, rồi ngài chấp nhận, ngài có vi phạm cái tội đó. Thì ông vua nói vậy là trẫm mong hiền giả nên trở lại cái đời sống mình nghe. Bồ Tát đồng ý và vô trong cái liêu thất của mình và nhanh chóng bắt lại được tám thiền chứng và đạt được năm thông trở lại. Và Đức Bồ Tát thuyết pháp cho vua nghe xong rồi ngài bay về núi Hy Mã Lập Sơn. Từ đó về sau cái chỗ đó là ngài sợ khủng khiếp luôn, không bao giờ dám đến lần thứ hai nữa. Bởi vì nó là cái tỉnh giác, thấy là cái này cái trú xứ bất lợi cho mình. Một câu chuyện khác thấy là trú xứ bất lợi, nó là điều kiện cho cái tham ái khởi lên. Câu chuyện này cũng nổi tiếng, chúng tôi cũng nhớ là ở đâu, nhưng mà hồi còn làm sa di ở Phước Sơn á, sư với sư chánh thân với sư chánh đạo rồi nghiên cứu rồi mới tình cờ đọc được, không biết nằm trong ở đâu giờ. À, tìm không thấy được cái kết quả, biết là trong cái đó nó có câu chuyện nó như vậy. Những câu chuyện này được gọi là khăn hồng gây nhiễu hại, chiếc khăn hồng gây nhiễu hại nha. Là có một con tỳ khưu đi tới một cái tỉnh này để học tập với một vị trưởng lão. Một vị trưởng lão này là vị có tâm minh, người có được cái biết được cái tiền duyên của nhiều người. Thì thường thường á là vậy, thì khu này thường đi bát ăn đi lại trở về ăn rồi học tập. Thì bị thiền sư này bảo rằng á, con có đi đâu, con đi bát được đâu. Nhưng mà cái con đường đó con đừng bao giờ đi, đừng bao giờ đi tới đó. Con đường nó nguy hiểm, nó cọp nằm trong mấy nhiều lắm á. Đừng đi tới. Là vậy này cũng rất là ngoan ngoãn nghe sau khi mãn hết cái khóa học rồi, còn ngày mai nữa là bắt đầu cuốn tượng đi về quê mà. Thì hôm đó là vậy, nó suy nghĩ con đường thì có cái gì nguy hiểm ta, có gì đâu mà tại sao thầy mình kêu mà đừng có đi không vậy, nó có gì đâu nguy hiểm đâu, để mình đi thử coi cho biết. Và ngày mới đi tới đây, đi tới con đường đó. Thì trên đường đó có một cái nhà của một nhà cũng khá giả, có một cô gái rất xinh đẹp. Ngài đi tới cái cô gái này, nhìn thấy ngài tự nhiên phát sinh luyến ái. Và ngài cũng nhìn vô, ngài cũng phát sinh luyến ái nữa. Do cái nguyên nhân kiếp trước hai người này đã có tình ý với nhau rồi. Trong nguyên nhân ái sinh lên do hai nhân, một là có do nhân quá khứ, hai là trong hiện tại sống thân cận với nhau. Đây là hai nhân phát sinh ái luyến, nó là như vậy. Thì cái nhân của người này là do quá khứ, cho nên cái hiện tại chúng ta có nghe cái gọi là tiếng sét ái tình. Đó chính là cái nhân của quá khứ mà thôi, chứ không có gì hết. Thì con này tự nhiên mến mộ, rồi ngài cũng mến mộ, thì muốn thử ý của vị này. Cái cô này mới kêu đặt bát, giả vờ làm rớt cái khăn hồng vô trong đó. Vị này thấy nhưng mà vẫn yên lặng đi về. Nếu mà về tới đó mới suy ngẫm là cái này cũng nguy hiểm thiệt, đang tu tập mà bị ái luyến là nguy hiểm thật nha. Hèn chi thầy mình cấm không cho tới là phải rồi. Rồi do áp chế được cái đó cho nên vị này mới trở về quê. Chuyện tới đây xem như là gần như bình lặng, không có gì hết. Rồi một nhân duyên khác do cái cơ hội ghé tới thăm cái vị thầy mình ở tỉnh này nữa. Thì bây giờ cái vị này mới nhớ lại tấm khăn hồng nó vẫn còn giữ nha, nhớ là chiếc khăn kỷ niệm vẫn còn giữ nha. Đi tới đó thì nghe tin là cái cô này sau khi đặt bát xong nhớ thương vị thầy cô này quá, chịu không nổi chết.
vậy này mới xúc động, xúc động là cái tâm tư nó tu tập nó không được cái vững vàng nữa, đại khái nó là như vậy. Cho nên cho chúng ta mới thấy là nếu như không có nhân duyên thì ái kia nó không sanh khởi, có nhân duyên ái nọ mới sanh khởi nha. Phải nắm bắt được cái nhân duyên nó là như vậy. Thì cái nghiệp mà nó nó chỉ bị đứt, niệm bất định nó chỉ đứt khi nào chúng ta chứng đạt là A-la-hán rồi viên tịch. Là nó không còn cơ hội để tái sinh nữa, nó còn cơ sinh lên nữa. Nhưng nếu còn nó vẫn có cơ hội tái sinh lên. Ở trong thời của Đức Phật, của ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất có một cái con đường này, thì chư tăng đi bát không có đủ ăn, ngài đi bát có những vật thực đầy đủ, rồi có một cái bà lão đó, ngài giúp đỡ bà lão đó, thì Đức Phật là nói tiền kiếp của ngài đó, chính là cái bà lão này chính là người mẹ nuôi trong kiếp quá khứ của ngài. Lúc mà ngài làm con ngựa chúa, bà này nuôi dưỡng cho ngài. Giờ khi nào ngài đền ơn cho bà lão xong rồi, nhưng mà cái nhớ ơn nó vẫn còn, cho đến hôm nay thì tái sanh lại cái bà này là một bà lão nghèo nha. Nhờ Đức ngài Xá Lợi Phất đi tới, bà đặt bát vô, rồi chư thiên hoan hỷ tán thán lên, rồi mới quan đại thần này kia nói bây giờ bà chiêu phước cho người, tặng cho 100 đồng vàng, 200 đồng vàng, 1000 đồng vàng, lập tức cái bà này tự nhiên giàu như vậy. Thì nhưng chúng ta thấy cái phước thiện trong quá khứ nó cũng có cơ hội, chưa khi mà chưa viên tịch nó cũng có cơ hội, nó có duyên để nó trổ cho chúng ta. Cho nên chúng ta ác như thế nào thì thiện cũng như thế đó thôi. Rồi chúng ta tiếp tục tới nữa là cái nghiệp thiện mà nó sẽ sanh nhưng mà bất định. Nghiệp thiện sẽ sanh. Nhưng bất định. Quý vị có nghĩ rằng, quý vị đây là hỏi thật nha, quý vị có nghĩ rằng trong kiếp này không được, trong kiếp sau không được, và có nghĩ rằng trong cái vị lai có một lúc nào đó quý vị chứng đắc đạo quả không? Có không? Tại sao quý vị nghĩ vậy? Ngươi phải có ghi cứ vào cái nhân và cái duyên chứ. Tại sao vậy? Còn nói mình nói nó bừa đâu được. Do cái nhân nào quý vị nghĩ như vậy? Cái nhân đó nó không có mạnh. Rồi cho cái duyên, cái đó chỉ duyên thôi, học pháp hành pháp là cái duyên thôi. Cái nhân gốc của nó nằm ở đâu? Phải thấy rõ cái nhân gốc đó. Hồi mà sư còn Sa Di đó, còn Sa Di ưa lang thang ở Phước Sơn, rồi ưa lang thang ở chùa Ngọc Đạt này kia đó, rồi kỳ đó gặp một cái ông cũng thường thứ dữ. Rồi lúc mà mình mới tu mà cũng mới khoảng chừng 2-3 năm vậy đó, ông lúc mà mình còn trẻ, ông nói sư còn trẻ quá sao sư đi tu, nói tôi đi tu để tôi theo kinh điển mà để tôi giải thoát. Hỏi sư tử tôi hỏi, cái hỏi với sư có chắc chắn là sư giải thoát không, có chắc chắn không? Trường hợp đó quý vị sẽ ra là sao? Nó chắc chắn là sẽ bị dặn nữa đó, dặn hỏi nữa đó. Lúc đó thì tự nhiên nó có trực giác nó khởi lên, nó may mắn nó trực giác nó khởi lên, nói rằng tôi chắc chắn là tôi sẽ thành Phật để giải thoát, chắc chắn. Cái ông này hỏi lý do gì mà sư chắc chắn, nói bây giờ tôi đi lấy ví dụ thôi anh sẽ hiểu. Bây giờ tôi có ý muốn là thành bác sĩ, miễn tôi có ý muốn thành bác sĩ thôi, tôi cố gắng học tập lên lớp 12, tức là hết phổ thông đúng không, đúng chưa? Tôi thi vô cái đại học y dược đúng không, tôi thi lần thứ nhất rớt đó, tôi không có nản chí, cố gắng học tiếp
Lần thứ hai rớt nữa, năm thứ hai rớt nữa, năm thứ ba rớt nữa, nhưng mà vẫn cố gắng học tập như vậy. Cho rớt 10 năm đi thì năm thứ 11 tôi cũng đậu. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Tôi ráng cố gắng tôi học con kia vui, rớt 10 năm đi, năm 11 tôi cũng đậu. Mà đã đậu rồi tôi bước vô cái dòng đó này thì chắc chắn tôi sẽ trở thành bác sĩ, đúng không? 7 năm, 8 năm, 10 năm vậy đó. 10 năm ráng học tập còn chịu đựng nổi mà huống chi học tập tương đó để thành bác sĩ không làm được, đúng không? Chắc chắn như vậy. Thì cũng vậy, với ý nguyện mà giải thoát như vậy và có cơ hội học tập, có cơ hội này kia, khi mà bước vô trong cái lĩnh vực đại học y dược là coi như có một chân trong đó rồi, đúng không? Còn ở ngoài này chưa đậu thì chưa có chân trong đó, đúng không? Mà đậu rồi là nó có chân đó là sinh viên đó rồi, đúng không? Ráng cố gắng nỗ lực nữa 7 năm, 8 năm, 10 năm sau ra trường là bác sĩ, đúng chưa? Thì cũng vậy, tôi cố gắng tôi tu tập ở trong kiếp này chưa thành Phật, kiếp thứ hai cũng chưa thành Phật, kiếp thứ 100 cũng chưa thành Phật, nhưng kiếp thứ 101 có thể lọt vô trong vòng đai này. Mà đã lọt vô vòng đai này có nghĩa là chứng được một đạo quả là dự lưu thôi, thì chắc chắn sẽ giải thoát, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Yeah. Cho nên tôi tin rằng tôi sẽ thành Phật. Anh tới đây ông này cũng lắc đầu, sự tưởng tượng cao quá. Nhưng mà tới đây là ông không hỏi nữa là mình thắng rồi, đúng không? Rồi. Cái gì? Nó dụng trưởng, nó luôn cả cái tấn trưởng cũng ra nằm trong đó nữa. Mà nó có luôn cả trí trưởng cũng nằm trong đó luôn. Cái gì? Nó phải tính như tốt, tính nó không có tính như ý tốt được. Tính như ý tốt nó không có tính trong đó. Nó có dục cần tâm thẩm thôi. Thẩm là trí, tâm là nó mạnh, tâm nhân là tâm mạnh. Dục là ước muốn, cần là tinh tấn thôi, nó không có tính trong đó. Bước được chừng vô rồi, không làm. Do cái chướng nghiệp đó thôi. Cái chướng nghiệp đó, nó không có thuận duyên, nó là như vậy. Nó không thuận duyên, nó là như vậy. Vậy nên mình nói, cái nhân trước là có cái nghiệp rồi mà nó có hợp duyên. Nó hợp duyên rõ ràng, nó nhấn mạnh cái chữ hợp duyên. Nó bị cái nghịch duyên, nó không thành tựu. Nên chúng ta nó bắt được vậy. Thì hỏi quý vị vậy đó. Trước tiên quý vị phải có nhân cái đã. Còn cái duyên là gặp được giáo pháp này, học tập giáo pháp này, thực hành theo giáo pháp này. Tùy theo cái duyên đó của mình tích trữ đó, có thể là thực hiện tứ niệm xứ, thực hiện tứ chánh cần, thực hiện tứ nhi ý túc hay ngũ quyền ngũ lực vân vân, hay là bát chánh đạo. Nó tùy theo cái duyên tích trữ mình, nhưng cái nhân nằm đâu? Cái này nó rất là quan trọng. Mà sư nói rằng 98% Phật tử xem nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn cả những vị thầy, luôn cả những thầy mà cái vậy chỉ muốn rồi có đệ tử đông mà không có chỉ ra một cái nhân duyên có cho đệ tử. Mà do đó những cái đệ tử này chỉ có hình thức mà không có cái nội dung, chỉ có hình thức đắp y cạo đầu nhưng mà cái nội dung không có, nó là như vậy. Cái nhân mà để mà dẫn tới giải thoát đó là gì? Cái nhân dẫn tới giải thoát gì? Cái quý vị thực hành bát chánh đạo, cái quý vị thực hành năm quyền năm lực thất giác chi vân vân, nó chỉ là duyên để cho cái nhân kia nó hội đủ duyên đó, nó có cho một kết quả là thánh đạo hay thánh quả. Những cái nhân mà tiên quyết để có chánh đạo thánh đạo chánh quả đó là gì? Nó chính là tam quy. Tam quy là cái nhân để nó cho cái quả giải thoát. Nhưng mà Phật tử rất thờ ơ cái này, và luôn cả những vị thầy cho xuất gia cũng thờ ơ cái này. Tại sao thờ ơ? Bởi không học tập. Do không học tập nên không có biết được cái lợi ích cho người ta. Và do không học tập thầy không biết thì dĩ nhiên trò cũng không biết rồi. Quý vị nói nè, ở đây hầu như gần như quý vị sẽ nói rằng con có quy y, con quy từ dạo đó là cách đây, từ lúc mà thì con biết cái đạo Phật này con vô quy con khóc này kia mừng xúc động.
Nhưng mà hỏi là quý vị đắc tâm quy chưa? Cái pháp nào đắc tâm quy quý vị có biết chưa? Đây có ai biết pháp đắc tâm quy? Có được tâm quy, quy đó mà có được tâm quy gọi là đắc tâm quy. Có chưa? Như vậy quý vị chỉ có hình thức thôi, mà cái nội dung không có. Mà rất là đơn giản, nói ra quý vị nói ồ, ồ, nhưng ồ, cái ồ đó, ồ 800 dặm chưa thấy. Điều này nằm ở trong kinh điển rất nhiều chỗ. Nhưng mà do không đọc chú giải cho nên không thấy được những cái tác dụng đó. Những vị thánh sau khi quy ngưỡng Tam Bảo, bạch Đức Thế Tôn, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn và Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Câu này có không? Có không? Là những ngoại đạo mà quy nương nhờ Tam Bảo đó, bạch Đức Thế Tôn, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn và Đức Pháp, Đức Tăng kể từ nay cho đến trọn đời. Có không? Có không? Khi quý vị được vị thầy cho quý vị bố thân sa năng cách xa mí, thăm măng sa năng cách xa mí đó. Rồi sau pháp quy, phép quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu quý vị? Lành thai đúng không? Có đắc tâm quy chưa? Chưa, nó chỉ ngoài khúc dạo đầu thôi. Nó chưa đó. Muốn đắc tâm quy phải sao? Lúc đó sẽ lập tức muốn ra vị thầy sẽ nhắc nhở rằng, con hãy quát nguyện rằng, thứ nhất một trong hai điều này, con xin quy ngưỡng đức, quy ngưỡng Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời, chỉ bấy nhiêu thôi được gọi là đắc quy, có được tâm quy. Quát qua, con xin phó thác mạng sống này đến cho Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời thì xem như là được đắc quy, thì có được tâm quy. Nó không có còn hình thức nữa. Cho nên thường thì xưa mà cho quy y, xưa tôi nhắc nhở sau khi cho quy y xong trò hãy nguyện rằng con xin quy ngưỡng đức, ân đức Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời, hoặc là con xin phó thác mạng sống này cho đến cho Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Có như vậy cái người học trò đó mới có được đắc quy, mà đắc quy có cái hột giống có nhân giải thoát, mà khi mình học pháp, khi mình hành pháp nghe, nó sẽ dẫn mình đi tới cái chỗ mình muốn. Còn không, mình chỉ có hình thức bên ngoài thôi, giống cái áo mặc thôi, nó không có nội. Rồi bây giờ quý vị nói giờ hồi đó con lỡ không có thì giờ làm sao? Đó giờ con quy đó, con quy ngày này, ngày kia, còn quy ngày Giác Nghiêm, quy ngày Hộ Tông, quy ngày Thiện Luật, quy ngày Tịnh Sự. Toàn là như vậy không? Đắc quy chưa? Có phải quy y không? Không có, cái đó không phải quy y, không có. Quy y Tam Bảo, quy y Phật, Pháp, Tăng, trong quy y ông trưởng lão này, con quy y ông thượng tọa kia, trật lất, xa một cách 800 dặm rồi. Có bây giờ quý vị nói, con đem hết lòng thành kính xin quy y Ngài Hổ Tông không? Có không? Con đem hết lòng thành kính xin quy y Ngài Giới Nghiêm không? Nó có đâu. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, đúng không? Mấy ngài trưởng lão chỉ là tiếp dẫn đi vô thôi, mà giờ quên cái gốc này mà lấy cái ngọn này thôi. Nói con có tâm quy không? Có cái gì không có tâm quy vậy, hả? Không có tâm quy vậy, hả? Hỏi chứ con quy chưa? Dạ con quy rồi. Quy ai? Câu trả lời ngắn gọn, con quy Tam Bảo. Không trả lời, con quy Ngài Hộ Tông. Nghe nổi bồ đề gai lên không? Ê, con quy chưa? Dạ con quy rồi. Quy ai? Dạ con quy Ngài Giới Nghiêm, Ngài Tịnh Sự. Đúng hay sai? Quá sai đi. Quy Tam Bảo không, mà chỉ quy Ngài thôi. Rồi Ngài Tịnh Sự mất rồi, Ngài Hộ Tông mất rồi, Ngài Giới Nghiêm mất rồi, đứt luôn, hết, tất quốc. Tại quy ông này mà ông này chết rồi, tất quốc, không còn gì hết. Vậy mình chỉ mang cái mát là tôi có tâm quy mới ghê. Không có vàng, cứ nghĩ mình có vàng. Rồi sau này cần nếu lấy ra mua không có, móc ra không có gì hết, toàn là bụi cát không thôi. Mua được cái gì? Cho nên quý vị lập tâm lại, muốn quy gọi là đắc quy, đó là cái nhân để có được sự giải thoát. Còn học tập, thực hành giới định tuệ, thực hành bát chánh đạo, thực hành cái gì đó, đó là duyên giúp cho thuận lợi cho cái quả giải thoát kia nó sanh khởi. Và chắc chắn quý vị sẽ được là cái quả giải thoát sanh khởi nếu nhân được kiện toàn, nếu duyên được thuận lợi sẽ có.
Phải chắc chắn. Như vậy thì giờ quý vị nói là bây giờ con lỡ vậy rồi sao giờ? Thì giúp cho quý vị, giúp vậy cho quý vị nha. Trong bất kỳ cuộc lễ nào đúng không? Cầu an, cầu siêu hay cái gì đó. Thì sau khi cúng dường vật thử của quý vị có một cái nghi thức trước là xin quy giới đúng không? Phải không? Rồi vậy đó trưởng lão cho quý vị truyền rồi bước thăng sa năng cách xa mí đó, rồi thăm ăn sa năng cách xa mí con đem bắt lòng thành kính xin quy Phật pháp tăng gì đó. Xong rồi phải không? Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Quý vị hô lành thai đúng không? Phải không? Theo đúng nghi thức mà. Quý vị bỏ cho sư 5 phút hay là 2 phút hay là 3 phút hay là nhanh lắm là 1 phút, quý vị nói trong tâm rằng con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn kể từ nay đến trọn đời, quý vị không mất thêm quý vị nữa mà được tâm quy. Việc này quý vị làm được không? Quá được, quá dễ này. Mà trong kinh điển đó là cái người ngài Bố Thắng Quan Sát trong cái bản sớ giải về kinh Sa Môn Quả, ngài Bố Thắng Quan Sát này nói là cái người đắc tâm quy được là chắc chắn người đó sẽ chứng đạt đạo quả, nhưng mà không quy định thời gian, tùy theo phước tích lũy của mình, nhưng mà chắc chắn nha. Miễn là chưa đắc được tâm quy thôi, tức là con nguyện con là đệ tử Tam Bảo kể từ nay đến trọn đời, hoặc là con phó thác mạng sống là cho đến cho Tam Bảo, là cái thân này không phải của mình nữa mà của Tam Bảo, mình mượn chỉ sử dụng thôi, mà lúc nào cũng phải trả rồi cát bụi trả về cho cát bụi đúng không? Có phải thân này cát bụi trả về cho cát bụi không? Không phải nha, không có phải nha. Nó là sư khiều móc cái ông gọi là cát bụi nào đó, chứ không có thân này không phải cát bụi nha, thân này danh sắc mạng hoàng. Rồi quý vị hiểu chưa? Để từ đây về sau quý vị lập tâm lại, khi thọ trì tâm quy cứ nói là con nguyện quy y quy ngưỡng Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời, hoặc là con xin phó thác mạng sống này đến cho Tam Bảo, là quý vị đắc quy. Đắc quy đó là cái nhân để được sự giải thoát, nó chắc chắn sẽ được giải thoát, nhưng mà thời gian thì bất định thôi, thời gian là lâu mau tùy theo mình thôi. Quý vị hiểu chỗ này không? À, chúng ta tiếp tục thế nào. Một điều muốn nhắc lại cho quý vị rằng khi mà ai hỏi quý vị là quý vị có quy chưa, nói quy rồi, hỏi quy ai, nói quy Tam Bảo, chỉ nhiêu đó thôi là quý vị có được cái tâm quy nha. Không phải con quy ngày này ngày kia không có, mà từ trước giờ rất đông nha. Mà khi mà sư cho mà Phật tử quy, sư có nhắc nhở rằng là ai hỏi quy chưa, nói dạ quy rồi, hỏi quy ai, phải quy Tam Bảo. Lúc đó người ta hỏi tiếp là thầy tiếp dẫn là ai, thì lúc đó có thể nói sư, nếu là sư chính mình tiếp dẫn, còn không thôi làm thình, ta không hỏi làm thình, con quy rồi, quy ai, quy Tam Bảo vậy thôi. Nếu mà ta hỏi tiếp là ai là tiếp dẫn thì lúc đó có thể nói nha, có thể nói nha, hoặc là nói hoặc là không nói thôi. Cái mình là cái người mà tiếp dẫn đưa người ta vô trong cái dòng Phật đạo, mình đâu phải thầy của người ta đâu, chỉ tiếp dẫn thôi, cũng giống như cái người biết thủ tục đưa cái học sinh nó vô trường thi thôi, thi đậu không thì do ông á, do bà đó, chứ mà tôi nữa tôi đưa tới đó thôi, cái hiểu chỗ này không? Nên là tự nhiên mình cái nghĩ con quy ngày này ngày kia, tự nhiên ngày nó chết rồi mình đứt tâm quy luôn, mình có gì hết, mà mình cứ mang cái ảo giác mình có tâm quy, cái đó mới là sai lầm, cái đó nói một cách khác nữa nó cũng là nguyện tà kiến rồi đó, chứ không phải không đâu, thì chỗ này mình nắm bắt được cái này. Thì chúng ta nếu mà biểu thị theo cách này thì chúng ta sẽ có cách biểu thị như sau. Ở đây trong một cái dòng tâm lộ như giống như là rúng động dứt dòng, khai ý môn, bảy động lực rồi tới hữu phần, chúng ta vẽ ra đây rúng động
nhất dòng khai môn rồi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Cái C1 này nó sẽ cho quả ngay trong hiện tại. Ngay quả trong hiện tại. Cái C7 này nó sẽ cho quả ngay kiếp sau, ngay kiếp sau. Ngay trong hiện tại này nó gọi là hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp. Cái hiện báo nghiệp này là nó cho cái quả trong cái hiện tại vậy đó. Nhưng mà chúng ta không có nhầm lẫn nha. Có người đi lên một cái chùa đảnh lễ cái kim tăng Phật nào đó xong nguyện à xin cho con của tôi nó hết bệnh lành bệnh đi cha, rồi trở về đó, uống thuốc làm sao con hết bệnh thiệt, nó nói thiệt. Yeah. Rồi nói cái chùa này linh. Còn về á, cái đứa con nó không hết bệnh nữa, cái chùa này không linh. Không phải là chùa linh không có linh, nhưng mà cái tâm thành của mình ở đây, trong cái tâm thành trong hiện tại này nó làm duyên cho cái thiện nghiệp trong quá khứ, nó có thể cơ hội nó trổ, nó chưa chắc nó đã là trổ đâu, nhưng mà trong cái thiện nghiệp trong quá khứ cơ hội nó có trổ, nó làm duyên rồi cho nó trổ lại. Mình tưởng là nó xảy ra trong hiện tại, không phải, có đôi khi nó xảy ra ở trong quá khứ rồi. Cho nên cái nói chúng ta cũng lưu ý lại, cái niềm tin chúng ta có thể làm đảo lộn nhiều chuyện lắm. Còn từ cái sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu này được gọi là hậu báo nghiệp. Và nó có thể trả kết quả từ kiếp thứ ba, kể từ kiếp này. Kiếp thứ ba kể từ kiếp này. Kiếp này tính là 1, kiếp sau là 2, và kiếp thứ ba. Trở đi cho đến khi chúng ta viên tịch. Thì nó sẽ cho quả ở trong khoảng thời gian này, hoặc là ngay kiếp thứ cái sáng thứ bảy nó cho quả trong kiếp sau, gọi là sinh báo nghiệp. Nhưng mà nó cho quả rồi, cái quả còn dư sót nó sẽ tiếp tục nó cho, nó là như vậy. Và trong những cái nghiệp này nó có thể không cho quả, nhớ điều kiện là chúng ta làm cho cái duyên của nó không còn nữa, hoặc là cái cơ hội của nó không còn nữa. Thì như trường hợp chúng ta sẽ lấy là cái nó sẽ cho, nhưng ở đây cái lâm đề này là nó chắc chắn nó sẽ cho, còn nó có thể là không cho ở trường hợp nào. Bây giờ quý vị hãy tự quan sát thôi. Có phải ngay cái thời điểm hiện tại này nè, ở trong quá khứ đến thời điểm hiện tại này, quý vị có thể tạo có nhiều ác nghiệp không? Có không? Và những ác nghiệp đó nó có khả năng dẫn quý vị xuống bốn khổ cảnh không? Có không? Nhưng mà ngay trong hiện tại này quý vị làm duyên cho nó, làm sao cho nó đừng có rớt xuống khổ cảnh, được không? Được không? Nỗ lực tinh tấn đi để chứng được một vị thánh dự luôn. Chứng được Niết bàn lần nhất. Thì nói gì đánh vô luôn này, những cái nghiệp mà dẫn xuống bốn khổ cảnh còn không, nhưng mà cái điều kiện duyên để dẫn xuống bốn khổ cảnh, tức là cái tham ái hay là cái cảnh giới bốn khổ cảnh đó bị phá hủy, nó có còn thuận lợi không? Cho nên cái nghiệp này nó sẽ không có cơ hội cho quả, đúng không? Phải không? Như vậy trường hợp này là những quả này nó sẽ không sanh. Còn những quả khác nó lại sanh, đúng không? Nếu như chưa chứng dự lưu đạo hay quả thì những ác nghiệp này nó sẽ sanh, đúng không? Nhưng mà đã chứng được rồi thì những ác nghiệp này nó sẽ không sanh. Được không? Không được hả? Được không? Nhưng mà cái nghiệp mà dẫn xuống bốn khổ cảnh của vị thánh dự lưu còn không? Còn, nhưng mà cái điều kiện hả? Sao thường được?
nó vô nghiệp khi nào nó không có cho quả hoặc là nó đã cho quả rồi. Cái... nó không có điều kiện cho quả nhưng mà nó cứ còn hoài. Nó không có còn hoài, ai nói nó còn hoài, hỏi còn chứ không phải còn hoài, hai cái khác nhau. Còn chứ không phải còn hoài. Bây giờ cái ý nghĩa ý niệm này bị nhầm lẫn với đó cho nên mới khởi lên những cái điều nó bị lệch lạc. Trong trái xoài nó có mầm xoài không? Mầm xoài nó thường trú trong đó phải không? Không có, nhưng mà nó có không? Nhưng mà nó có hiện hữu không? Nó có hiện hữu không? Không luôn. Nếu nó cái mầm xoài nó có hiện hữu, nó đem luộc cái xoài lên tán nhuyễn đi kiếm nó có ra không? Có không? Thì sao bảo được cái mầm xoài nó hiện hữu được? Cái mầm có nghĩa là cái chủng tử của nó đúng không? Nghĩa là mình hiểu nó thôi chứ nó thật sự nó không có tồn tại. Nó không có tồn tại. Nhưng nó sẽ hiện khởi ra. Nếu như cái trái xoài đó đó đem bỏ xuống đất, tưới nước vô, 3-4 ngày sau nó mọc mầm không? Để cái mầm xoài nó hiện lộ ra chưa? Nhưng mà bảo rằng cái mầm đó nó tồn tại trong trái xoài đúng hay sai? Nó không có tồn tại nữa. Không có một pháp hữu vi nào tồn tại hết, không có một pháp hữu vi nào tồn tại hết. Nó luôn luôn, nhưng mà nó có cái chủng tử nằm trong đó. À, cho nên cái nhân của nó vô thường thì cái chủng tử nó cũng vô thường thôi. Cái gì? Nghiên cứu gì? Ai đưa cái micro. Dạ thưa thầy, thầy nói là cái mầm nó không có hiện hữu, cái nhân nó không hiện hữu đó, thì cái đó có phải là hiện hữu không? Rồi tới khi nó không mầm ra mình thấy rõ thì cái đó là vô ra. Cái gốc nó khác. Dạ. Cái gốc thì là nó hiện bài ra. Bây giờ cái trong cái hạt xoài này nè, trong hạt xoài này thì nó ra cái mầm xoài. Mầm xoài. Những cái mầm xoài này tìm trong hạt xoài không có. Mà khi nó ra cái mầm xoài này thì cái mầm xoài mới gọi là mu lá. Gốc rễ. Dạ cái mầm xoài thì mình thấy rễ nó thì mình thấy nó hiện hữu, hiện bài ra. Ừ, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái hộp xoài. Không nằm ở đâu. Nó có duyên nó mới ra được. Còn cái phần trước nó không phải là duyên tú. Phần trước nó là cái gì? Duyên tú là nhân, cái nhân đó. À, nó chỉ là cái điều kiện thôi. Này. Ngồi xuống đi. Là cái vấn đề của con đưa ra nó nghĩa là bây giờ chú nói rằng là một cái vị tu đạo môn thì cái nghiệp dập xuống bốn bộ cảnh vẫn còn, như vậy nó vẫn còn nó vẫn còn chứ không phải là nó thường, hai cái nó khác nhau. Vẫn còn nghĩa là nó không mất. Ai bảo nó không mất? Cái nào nó cũng có sinh diệt hết, là sao nó không mất? Bởi vậy chữ vẫn còn cái khác. Bây giờ vậy, tôi cầm một số tiền, tôi ra cái tiệm tập quá, cái gì đó, tôi mua hết. Cái người bán hàng hỏi là thầy còn tiền không? Tôi còn tiền, nhưng mà hiện tại không có, không mang theo. Ai bảo rằng hết đâu? Hết là nói là tôi tiền tôi vẫn còn hoài trong túi vẫn còn mà không có, nó bị vô thường mà. Nhưng mà còn tiền không? Còn không. Nếu mà tôi không mang theo đây, hai cái nó khác nhau không? Như này cái vẫn còn không có nghĩa là thường. Bây giờ nè, cái nghiệp thiện mình tạo nó chưa cho quả, nó sẽ cho quả đúng không? Phải không? Khi nó chưa cho quả vậy cái nghiệp thiện đó còn mãi mãi phải không? Nhưng mà nó còn không? Cái còn đó là vẫn còn, nó khác cái còn mãi mãi, hai cái ý nghĩa là khác nhau.
Cái vẫn còn không có nghĩa là thường còn, không phải. Bây giờ anh đang khỏe đúng không? Vậy thì bệnh tật nó không tới đúng không? Bệnh tật nó không tới đúng không? Cái bệnh tật hiện nay, bệnh tật nó không có tới đúng không? Trong tương lai nó tới không? Vậy anh vẫn còn bệnh tật phải không? Ủa, bây giờ hiện nay anh có bệnh tật không? Không. Thì bệnh tật nó chưa tới đúng không? Tương lai nó sẽ tới đúng không? Trong tương lai sẽ tới đúng không? Vậy bảo rằng anh vẫn còn bệnh tật hay là không còn bệnh tật? Vậy bảo rằng anh vẫn còn bệnh tật hay là không còn bệnh tật? Vậy nếu bảo rằng anh vẫn còn bệnh tật, câu trả lời chính xác phải là anh vẫn còn bệnh tật đúng không? Vậy vẫn còn bệnh tật đó là bệnh tật nó là thường còn trong anh đúng không? Đâu có đúng. Nó không có duyên thì nó sẽ không có. Còn vẫn còn nó có nhưng mà nó không mất nhưng mà nó không phải là thường hằng. Nó không mất, dĩ nhiên nó không mất. Nhưng mà cái khi vậy nó viên tịch thì nó mất. Nó có điều kiện. Cái gì? Không, cái nó không mất không gọi là thường, nó không mất trong hiện tại này nhưng mà nó sẽ có trong hiện tại khác. Trong hiện tại này nó không có thì không thể gọi nó là thường. Thường là hiện tại, quá khứ, vị lai, nó vẫn là như vậy, nó gọi là thường. Còn trong một thời điểm nào nó có mặt, một thời điểm nào nó không có mặt thì không được gọi nó là thường. Xuống bốn một cảnh của vị thánh lưu á thì có một lúc nào đó nó sẽ mất hay không? Dĩ nhiên nó đương mất rồi, nó không có điều kiện cho nó rõ thì vậy đó phải mất thôi. Dự lưu làm sao mà nó có điều kiện cho nó cho bốn hộ cảnh được? Vẫn còn nhưng mà không có điều kiện nó trổ. Nãy giờ chúng ta lặp đi lặp lại cái điều kiện nó trổ, không nắm được cái đó mà cái không hiểu được cái chỗ đó thì không thể nắm sâu được. Cái nghiệp không mà không ai nói cái nghiệp nó còn thường còn cả, không có giờ có, không có chỗ nào anh vẫn giữ cái điểm là nó cái nghiệp còn thường còn đâu. Cái điểm chỗ nào nói cái nào cái tất sáp bê sang khara anicca tí, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Câu Phật ngôn này có không? Nghiệp nó là pháp hữu vi phải không? Nó là vô thường. Cho nên anh đừng có bắt bẻ cái từ cái vẫn còn có không có nghĩa là thường còn, không có bắt bẻ cái kiểu từ đó được. Phải nắm bắt được chứ. Cái chế định nó là như vậy thì mình phải hiểu cái chế định. Ta nói vẫn còn nè, tôi vẫn còn tiền nhưng mà trong hiện tại tôi không có tiền, nó khác. Bảo rằng tôi thường thường có tiền, hai cái nó khác nhau, không thể lập luận cái này qua cái kia được, không có nhập nhằn chỗ đó được. Trong khi Phật ngôn rõ ràng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, mà nếu bảo cái nghiệp nó là thường là sao? Nó có đúng nhưng mà nó còn, nó còn nó không có nghĩa là nó thường, hai cái nó khác nhau. Phải nắm rõ được cái ý nghĩa này. Vậy chúng ta thấy là cái chắc chắn chắc chắn sinh ra khi nào, như là bậc nhất lai chẳng hạn đây, hay là bậc bất lai, bất lai. Bây giờ chúng ta nói bậc nhất lai đi. Bậc nhất lai sân còn không? Sân còn không? Vậy có thể nói bậc nhất lai sân vẫn còn được không? Như vậy sân này nó có thường hằng không? Không. Bậc nhất lai sân còn phải không? Bậc nhất lai ái dục còn phải không? Nhưng mà ái dục này có thường còn không? Không. Hai nghĩa khác nhau rồi hoàn toàn vậy.
không không có thấy thấy rõ được cái ý nghĩa này, mà bị cái chế định nó lừa, nó dẫn đi thì suy tưởng một cái sai lầm vậy thôi. Ai bảo rằng cái vị Nhất Lai này, cái sân vậy đó còn phải không? Cái sân dẫn xuống khổ cảnh vậy đó còn không? Còn không? Còn không? Còn. Còn. Nhưng cái duyên dẫn tới số người khổ cảnh nó không còn, nó không có. Cho nên cái sân đó nó không có dẫn xuống bốn, không dẫn xuống khổ cảnh, không dẫn xuống. Vị Thánh Dự Lưu sân còn không? Rồi. Duyên để dẫn cái sân này nó cho quả ở cõi bốn khổ cảnh còn không? Không. Cho nên cái duyên mà dẫn xuống bốn khổ cảnh không có, cho nên cái sân nó vẫn có nhưng mà nó không có thể cho quả được. Rõ ràng nó là như vậy. Có hiểu chỗ này không? Phải phân tích nó cho nó rõ như vậy để mới thấy rõ không vấn đề. Chứ bảo rằng vị Thánh Dự Lưu xong rồi sân không còn, đúng hay sai? À. Giờ vị Dự Lưu, cái sân đó nó dẫn xuống bốn khổ cảnh hay sân đó dẫn tới không dẫn xuống bốn khổ cảnh? Cái vị đó có phân biệt được sân nào dẫn xuống bốn khổ cảnh không? Sân nào dẫn xuống bốn khổ cảnh? Cái sân nào dẫn xuống bốn khổ cảnh và sân nào không dẫn xuống bốn khổ cảnh? Cái sân nào nó cũng đủ sức dẫn xuống bốn khổ cảnh cả, cho dù rằng bất bình khó chịu trong tâm đủ dẫn xuống bốn khổ cảnh không? Nó không phải là sát sanh hay là trộm cắp hay lấy gì đó, mà như bất bình khó chịu thôi đủ dẫn xuống bốn khổ cảnh không? Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của vua A Dục. Vua A Dục sau khi gần chết, ông mới kêu rằng coi cái nhóm coi ông trưởng giả cấp cô độc bố thí nhiều, các quan thủ kho á, giữ kho đó, coi xong điểm ông cấp cầu độc, ông bố thí tới 1 tỷ đồng vàng, còn ta là vua bố thí được nhiêu? Ông kiếm coi lập 84.000 tháp thờ nha, luôn cả bia ký rồi kia đó, tổng cộng hết cái là cái cuộc kết tập tam tạng lần thứ 3 luôn, tổng hết chi phí 960 triệu. Ông mới tự ái khỏi lên, tự ái dân tộc lên. Cái ông kia là ông trưởng giả thôi, nhà giàu thôi mà ông dám bố thí tới 1 tỷ, còn ta mới có làm vua một quốc độ lớn như vậy mà có 960 triệu à, sao mà thua không được. Lúc đó nằm bệnh liệt giường rồi nha, nằm liệt à, mới bảo ông thủ khố xuất ra 40 triệu tiền vàng nữa để bố thí cho ta. Ông quan thủ khố trời ơi, bệnh gần chết đòi bố thí, đi không nổi mà đòi bố thí cái gì, ông nằm làm. Ông này bất lực rồi, nằm chỗ rồi, đâu có làm gì nữa. Ông tức. Ta đương thời cỡ này là chém mấy đời rồi. Bây giờ liệt là chịu thua. Tức. Bất bình khó chịu không? Có phải bất bình khó chịu không? Có sát sanh chưa? Có lấy của người ta chưa? Chưa. Chết tái sinh làm con rắn ở vô kẹt cửa đó. Chờ đợi ông quan giữ kho đi tới rồi mổ cho cắn cho chết. Vậy thì cái bất bình khó chịu đủ sức dẫn muốn khổ cảnh không? Đủ không? Vị Thánh Dự Lưu còn bất bình khó chịu không? Còn không? Cái đó đủ sức dẫn xuống muốn khổ cảnh không? Vẫn đủ sức dẫn xuống bốn khổ cảnh, nhưng cái duyên dẫn tới bốn khổ cảnh nó không có, cho nên nó không có cho quả ở bốn khổ cảnh nữa thôi. Nó có cho quả ở trong cái đời sống hàng ngày không? Vẫn cho, nhưng mà nó không cho dẫn cái duyên mà xuống cái cảnh giới nó không có thôi. Có hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta nó vẫn còn là nó là như vậy, chứ không phải nó là thường còn. Cái vẫn còn khác, rõ ràng cái từ ngữ vẫn còn khác với thường còn khác, hai cái này không thể nhầm lẫn được, không thể bao giờ nhầm lẫn được.
mà cố tình nhầm lẫn đó là cái chuyện đó là cái ý nghĩ sai lầm cực kỳ lớn, nó là như vậy. Cái sân bất bình khó chịu nó có thể cho quả ngay trong kiếp hiện tại này không? Có không? Nó nói với vị Thánh Dự Lưu hay vị Thánh Nhất Lai, nó có đủ sức dẫn xuống bốn khẩu cảnh không? Nói vị Thánh Dự Lưu hay vị Thánh Nhất Lai có đủ sức dẫn xuống bốn khẩu cảnh không? Có không? Nó không có đủ sức để cái duyên nó dẫn xuống, nó không có, không có được. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Và cái sân dù cho có giết người hay là giết thú hay là sát sanh, cái sân đó nó so với cái bất bình khó chịu, cái bản chất nó giận như nhau, nó không gì khác nhau hết. Nó cũng nóng nảy, nó làm cho tâm nóng nảy bức rứt thôi, nó không gì khác nhau cả. Nó chỉ có cái mức là nặng nhẹ mà thôi, vậy thôi. Nhưng nếu thường nhân nó đủ sức dẫn xuống bốn khổ cảnh. Còn đối với vị lưu, cái điều kiện dẫn xuống bốn khổ cảnh đã bị chấm dứt, nó không còn nữa, thì không cách nào nó dẫn xuống bốn khổ cảnh. Nó là như vậy. Đó. Cái đầu nhọn của mũi tên nó thể cắm sâu vô da thịt không? Có thể cắm vô da thịt được không? Cái đầu nhọn của cây kim có thể cắm vô da thịt được không? Cái vấn đề nó cắm vô da thịt sâu hay cạn là do sức mạnh của người đó, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Nhưng cái sự cắm vô da thịt, dù là một cây kim, dù là một cây gai hay dù là một mũi tên, nó giống nhau, không khác nhau. Cái bản chất nó luôn giống nhau, không khác nhau. Nhưng mà nó cắm vô sâu hay cạn là do sức mạnh của người đó. Nắm được này không? Cho nên cái gì sân của vị bất lai vẫn còn, nhưng điều kiện dẫn xuống bốn khẩu cảnh không còn, cho nên vị đó không có tái sanh vào cái bốn khẩu cảnh. Tương tự vậy, nhớ cái vị cảnh, cái vị bất lai, nhất là vị dự lưu luôn, nó là như vậy. Chúng ta nói về cái chắc chắn nó sẽ sinh ra. Bây giờ nói về chúng ta bất thiện, bây giờ chúng ta nói về cái thiện. Cái nhân giải thoát có cái nhân giải thoát quý vị mà thọ trì tam quy mà chứng cái đắc được tam quy, thì cái nhân giải thoát nó có hay không có, nó vẫn còn hay là mất? Nó còn hay là mất? Nó phải là thường còn không? Không. Bởi vì cái quy tam bảo nó là pháp hữu quy, đúng không? Hữu quy nó phải vô thường. Và khi nào quý vị đức tam quy, đức tam quy nó là vô thường, vẫn có trường hợp đức tam quy phải lên, đúng không? Vậy đức tam quy có hai điều đức tam quy. Một điều thứ nhất là đức tam quy nó cũng là đức tam quy đó, nhưng mà nó là vô tội. Đức quy vô tội là khi nào? Khi vị đó chết. Vị đó chết đức tam quy, vị đó sẽ không ngờ nghe vậy đó. Nhưng mà đức tam quy này không có tội. Vị thánh dự lưu chết có đức tam quy không? Tại sao người thường nhân chết đức tam quy, còn vị thánh dự lưu chết không đức tam quy? Tại sao? Chúng ta phải biết nguyên nhân nhé. Cái vị thánh dự lưu chết không đức tam quy vì trước khi chết vị đó có niệm, và vị đó biết mình ở vị trí nào và sẽ biết được tái sanh ở cảnh giới nào luôn. Vì vậy đó có niệm, cho nên biết mình sẽ tái sanh cho đó là sẽ có niệm đó, cho nên cái tâm quy gì đó không đứt. Niệm là ghi nhớ mà, nhớ được thì vậy đó không đứt. Còn phàm nhân chúng ta chết có niệm không? Chết lúc đó may mắn lắm là Nam Mô Bố Thầy Giá là may lắm, may lắm. Chứ còn không cái trời ơi đau quá, nhức quá, trời ơi thở không ra hơi. Mất niệm thì rớt xuống, vậy thôi. Cho nên đức tâm quy khi chết không có tội, nó là một cái
khi mà một cái diễn tiến thông thường của các pháp hành nó là như vậy thôi. Giờ đức tâm quy có tội này, có tội là gì? Là theo chủ thuyết của ngoại giáo, theo chủ thuyết ngoại giáo. À, ví dụ như có một số giờ là tự nhiên sáng lập ra cái thiền gọi là á hồ xí đâu chẳng hạn, vậy bác bỏ đức Phật, mà bác bỏ đức Phật là đức tâm quy, bác bỏ đức Phật là đức tâm quy, không có thấy được cái ý nghĩa đặc biệt của cái tâm quy nó là như vậy. Cho nên theo một chủ thuyết khác của ngoại giáo, hoặc là nói rằng cái con đường nào cũng đi tới La Mã hết, cái con đường nào hành pháp nào cũng đi tới Niết Bàn hết, nó là một cái tà kiến, nó sai khác rồi. Chỉ độc nhất duy nhất có một con đường một thôi, không có cái đốn ngộ đốn nghiết gì hết trơn đó, chỉ có bát chánh đạo mà thôi, không có đốn ngộ nào hết trơn đó. Chạy theo đó đức tâm quy mà không thấy. Trong giáo pháp Đức Phật đâu có chỗ nào gọi là đốn ngộ đâu, mà chạy theo cái đốn ngộ đó là một cái chủ thuyết sai, nằm không có đâu Phật giáo. Chạy theo đó gọi là đức tâm quy mà không thấy, nó hay như vậy. À, chúng ta mới thấy cái là có tội, đức tâm quy là có tội. Hết giờ rồi hả? Bây giờ phần còn lại quý vị coi trong đó chia đủ xứ giới đế được không? Được không? Học thuộc cái trong công thức là chia thôi, đúng không? Có gì đúng không? Rồi, giờ chúng ta hồi hướng được rồi, đúng không? A ca sa tha na hum ma ba de ma na ga me ti ga mo nyen no nu mo lan ni che ra ra tan tu sa sa na na hum ma ba de ma na ga me ti ga mo nyen no nu mo lan ni che ra ra tan ya ro deva na ga me ti ga mo nyen no nu mo lan ni che ra ra tan ayo ga sa tha na na ga me ti ga mo nyen no nu mo lan ni che ra tan tu na ga sa tha na na ga me ti ga mo nyen no nu mo lan ni che ra tan tu na ni dang va ta me bo nyen na sa va ta ya